nay sẽ là một video khá là đặc biệt, là vì Tiên có xem lại cho ông camera Tiên thấy là có rất nhiều footage mà Tiên đã quay ở bên Mỹ nhưng mà Tiên chưa có bao giờ public lên cả, nên là ngày hôm nay Tiên sẽ làm một video một tuần ở Mỹ của Tiên như thế nào, như các bạn sẽ thấy cuộc sống bên Mỹ của Tiên vào lúc 2 đến 3 năm trước nó sẽ như thế nào, và nó khá là excited. Đồng thời Tiên muốn announce luôn là History đã ra một sưu tập mới, Tiên sẽ để một vài look ở đây đó cho mọi người xem, là có những cái bộ đầm cũng như áo rất là xinh, cho nên là mọi người nếu mà muốn mua trong dịp này thì mọi người hãy lên Instagram hay Facebook của History nha. Ok, bây giờ thì sẽ rewind lại 2-3 năm trước như thế nào nha. Hello các bạn, hôm nay là thứ bảy, là St. Patrick's Day, và bây giờ là 8 giờ sáng. Tiên không bao giờ dậy 8 giờ sáng thứ bảy cả, nhưng mà tại vì hôm nay là ngày cái Michigan Lake nó sẽ nhuộm xanh lá cây, cho nên là Tiên phải dậy sớm để đi xem với bạn Tiên. Một năm thì chỉ có một ngày này nó nhuộm cái sông màu xanh lá cây thôi, và là nó cũng là truyền thống của Chicago nhiều năm rồi. Thật sự ở đây đây là năm thứ ba rồi, năm đây đó là năm đầu tiên mà Tiên đi xem nó nhuộm xong, chứ mấy năm trước là chỉ là đi ngang qua thấy thôi chứ không có dừng lại mà xem. Thì Tiên sẽ mang các bạn theo và cho các bạn xem sông nhuộm và xanh lá cây đó sẽ là như thế nào. Giờ sẽ get ready và đi thôi. Make up xong rồi, hôm nay màu son sử dụng là hai màu này, màu của 3CE, màu Holy Rose với lại YSL nữa. Tiên rất là thích sử dụng son của YSL. Đây cái này, màu số 413. Ok, let's go. Thì giờ Tiên đã tới rồi nhưng mà hả? Đau quá vậy. Giờ không thấy được cái sông luôn á. Vừa mới đi uống cà phê xong mà lại đi ăn nữa. Tại sao cuộc đời chỉ có đi ăn và đi uống cả ngày cả lai sáng lẫn đêm. Nhưng mà hôm nay nay vui không? Cũng được, tại mình tới hơi trễ. À đúng rồi, Suri sáng hẹn 9 giờ, 10 rưỡi mới dậy. Nhưng mà bây giờ thì sẽ đi ăn dessert. Hello mọi người, hôm nay là chủ nhật và Tiên sẽ đi giúp một chị may đồ cho fashion show cuối năm. Tiên sẽ mang các bạn theo nhé. Hôm nay thì trời rất là âm 10 độ, trời ơi Chicago. Và Tiên mặc một vùng khổ quá nè. Trời hôm nay rất là đẹp, siêu đẹp, nắng không mây. Yeah. Hôm nay trời rất là mát, ấm với lộn ấm. Tại vì Chicago nó khi nào nó cũng không một không độ, hôm nay 10 độ. Hôm nay thì Tiên mặc một cái áo military bomber, cái sweater navy, cái quần jean. Ta-da. Ha ha ha.
đi với bạn của Tiên. Chào đi. Thế hiểu. Đây là bạn đại hơn, ca, đại ca. Bạn đại hơn ca, của Tiên. Sao bạn không nói đại ca đi. Chơi từ hồi lớp 1. Và đã qua thăm Tiên Spring Break và bây giờ sẽ đi ăn Meat Fresh nữa thôi. Nó snap, khi nào cũng đi ăn Meat Fresh. Anyways. Tiên vừa mới đi Sephora và đã mua được beauty water tại vì Tiên đã hết rồi. My favorite. Lip balm thì thường Tiên hay sử dụng cái này tại vì lip glow rất là tốt. Cái pha là màu quá đẹp, sắc. Hello mọi người, Tiên vừa mới đi với bạn Tiên về xong và Tiên sẽ cho các bạn xem Tiên mua gì ở Sephora nhé. Thì vì Tiên vừa mới hết cái beauty water cho nên là Tiên mua thêm một lọ nữa. Thì đây là lọ thứ 3 Tiên đã sử dụng rồi. Và đây là một sản phẩm toner rất là tốt đối với Tiên. Cho nên là Tiên hết là khi nào Tiên cũng mua lại hết. Cái này thì Tiên nghĩ là tốt cho tất cả các loại da. Ở Sephora thì cái này nó bán là $30 một chai, nhưng mà rất là tốt. Tiếp đến thì là mua, chỉ là mua beauty blender thôi tại vì vừa mới hết. Không có hết mà cái beauty blender cũ nó khá là dơ cho nên là Tiên mua. Bây giờ thì Tiên sẽ ở nhà một tí xíu, sau đó thì lại đi ra ngoài đi ăn với bạn của Tiên và Tiên sẽ mang các bạn theo. Ok, bye. Vậy là đã hết video lần này rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong mọi người là thích cái video này. Cũng như là Tiên khi mà Tiên xem lại, Tiên cũng thấy rất là nhiều cảm xúc. Tại vì nhìn lại con người của mình 2-3 năm trước khi mà mình còn đi học thì rất là vui. Cũng như là rất một cái cảm giác rất là lạ khi mà coi lại. Nhưng mà cũng thấy rất là quen thuộc. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nếu mọi người có những idea gì cho video sắp tới thì mọi người hãy comment cho Tiên biết nha. Cảm ơn mọi người, bye bye.